chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước. Rất vui khi được gặp Phó Giáo sư trong khuôn khổ của Đại hội Tim mạch lần thứ 14 lần này. Được biết Phó Giáo sư là Phó Chủ tịch của Hội Tim mạch Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. Xin Phó Giáo sư cho biết những tiến bộ mới nhất và nổi bật trong ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực trong những năm vừa qua. Vâng. Về phẫu thuật tim mạch lồng ngực thì trong những năm vừa qua đã đạt những bước tiến bộ hết sức là lớn và đã tiến những bước hết sức dài trong cái việc mà thúc đẩy hay là xây dựng cái nâng cao cái chất lượng điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân bị bệnh tim mạch lồng ngực. Có một số lĩnh vực của chúng ta bây giờ có thể là sánh vai với các một số nước trong khu vực về một số lĩnh vực phẫu thuật. Tôi muốn tóm tắt ở ba yếu tố chính. Thứ nhất là có những tiến bộ mang chất chuyên sâu về mặt kỹ thuật, tức là có những cái bệnh lý trước đây là rất khó, chỉ có thế giới mới làm được thôi. Bây giờ chúng ta đã làm được. Đây là phát triển thứ hai là phát triển cái kỹ thuật mà nó đòi hỏi cái sự trang thiết bị đắt tiền. Thì trước đây chúng ta chưa làm được vì không có, bây giờ chúng ta đã làm được. Và cái thứ ba là sự phát triển về mặt kết hợp, liên kết giữa các chuyên ngành ngoại khoa với các chuyên ngành khác để làm sao mà nâng cao cái chất lượng những loại bệnh khó mà trước đây không làm được, chúng ta có thể làm được. Thế tôi muốn nói cái đầu tiên là về lĩnh vực là phát triển về mặt chuyên sâu. Thì rất nhiều thứ, ví dụ như là về phẫu thuật tim người lớn, chúng ta có thể điều trị bây giờ ghép tim thường quy ở trong nước. Mình chẳng hạn đấy, có thể tiến hành ghép tim thường quy từ người cho đa tạng chết não. Hoặc chúng ta có thể mổ những bệnh lý rất phức tạp, ví dụ như là bệnh lý lóc động mạch chủ thứ 3, bệnh lý rất nặng trước đây, thì bây giờ chúng ta mổ cũng thường quy với kết quả sống, những kết quả tốt, sấp xỉ tương đương với những cái số liệu của châu Âu. Hoặc là có những bệnh lý khác rất nặng, ví dụ như là bệnh tim mà có chức năng tim thấp chẳng hạn đấy, rất thấp. Thì bây giờ chúng ta trước đây thì không dám mổ vì sợ cái hậu phẫu nặng rồi tỷ lệ tử vong cao. Bây giờ chúng ta đã mổ được và đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Những cái bệnh lý tim phức tạp, ví dụ như vừa van tim vừa mạch vành, nhiều bệnh lý khác trước đây chúng ta không dám làm, bây giờ chúng ta đã làm và kết quả thành công rất tốt. Đấy là cái mức độ chuyên sâu về tim người lớn. Thế rồi về tim trẻ em chẳng hạn, có những cái bệnh lý tim bẩm sinh rất phức tạp, trước đây là từ sơ sinh này cho đến trẻ rất nhỏ, 2-3 cân, 5-6 cân chẳng hạn, thế bệnh lý rất phức tạp, ví dụ thất phải đường da, rồi đảo gốc động mạch, rồi thông sản nhiễm thất toàn bộ vân vân, một loạt các bệnh lý phức tạp như thế, trước đây chúng ta hoặc là không dám phẫu thuật, hoặc là chỉ chọn những giải pháp phẫu thuật nó mang đến chất tạm thời thôi, tức là rất nhẹ cho bệnh nhân thôi. Thì bây giờ ở rất nhiều trung tâm tim mạch trên cả nước, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật cái đó một cách thường quy và cứu sống được rất nhiều bệnh nhân với một cái kết quả cũng có thể so sánh được với một số nước ở trong khu vực. Đối với phẫu thuật mạch máu thì chúng ta đã có thể triển khai được những cái phẫu thuật. Trước đây phẫu thuật mạch máu nó là cái gì đó nó cũng tương đối khó. Thì bây giờ ở hầu hết các cái tuyến y tế mà tấm tỉnh bây giờ là có thể triển khai được phẫu thuật mạch máu cấp cứu để giải quyết được các cái bệnh lý mạch máu cấp cứu cho bệnh nhân trong các vùng sâu vùng xa các địa phương. Thứ hai, đối với bệnh học mạch máu thì chúng ta có thể triển khai được nhiều cái phẫu thuật phức tạp của động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng, bệnh lý tĩnh mạch và triển khai nhiều kỹ thuật mới, ví dụ như là các cái kỹ thuật mà mổ nội soi để động mạch chủ, hoặc là kỹ thuật thay đoạn những cái phẫu thuật rất phức tạp, thay quai động mạch chủ chẳng hạn, thế những cái rất phức tạp chúng ta có thể làm được. Đối với phẫu thuật lồng ngực thì chúng ta cũng có những bước tiến nhiều. Thứ nhất là vấn đề phát triển bề rộng, thì bây giờ cái chấn thương ngực đã được phát triển rất là tốt ở tất cả các bệnh viện tỉnh, các cơ sở y tế tuyến tỉnh trở lên được làm rất tốt. Cái thứ hai là bệnh lý chuyên sâu vào lồng ngực của chúng ta đã phần nào đó bắt kịp xuống thế giới, tức là mổ triển khai những kỹ thuật khó, ví dụ như là mổ những cái ung thư phổi mà có di căn rồi chúng ta vẫn có thể mổ, rồi ung thư phổi nạo vết hạch, rồi mổ ung thư phổi nội soi, đấy là những kỹ thuật mà chúng ta có thể triển khai rất tốt trong thời gian vừa rồi. Đấy cái sự phát triển thứ hai của chuyên ngành, đó là phát triển về mặt nhờ cái trang thiết bị kỹ thuật. Trang thiết bị kỹ thuật thì đúng là với cái điều kiện như bây giờ, thì tôi nói là trước đây chẳng hạn thì mình không có điều kiện để mà trang bị một số cái phương tiện hồi sức, ví dụ như là máy ECMO này, rồi lọc siêu lọc máu này, thế rồi bóng đôi xung nội động mạch chủ này, những cái máy rất đắt tiền, chi phí lớn. Thì bây giờ với cái điều kiện phát triển của đất nước cũng như là cái phát triển của ngành y tế, chúng ta có thể có những cái phương tiện đó ở nhiều cái trung tâm y tế lớn. Với cái phương tiện đó cho phép chúng ta mổ những bệnh nhân nặng hơn, phức tạp hơn, khó khăn hơn, giải quyết được cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn rất nhiều. Hoặc là có những cái phương tiện cho phép chúng ta làm nội soi, tiến hành mổ nội soi tim, nội soi lồng ngực, nhiều cái lĩnh vực khác mà chúng ta có thể triển khai được nhờ kỹ thuật đó. Mà gần đây nhất là thí dụ như là phẫu thuật mổ thay van tim, mổ sửa chữa một số cái thương tổn trong tim bằng phẫu thuật ít can thiệp hoặc phẫu thuật nội soi chẳng hạn, đấy là một cái tiến bộ. À, phẫu thuật mạch máu thì chúng ta có những cái phẫu thuật mà nhờ các phương tiện can thiệp phát triển mà chúng ta có thể kết hợp giữa
triển khai những cái phẫu thuật nó khó khăn hơn, ví dụ điển hình nhất là các cái phẫu thuật động mạch chủ nội soi, rồi một số cái phẫu thuật lấy tĩnh mạch hiển bằng phương tiện nội soi chẳng hạn, thế không phải mổ rộng nữa. Đây là những cái lĩnh vực nhờ cái trang thiết bị chúng ta có. Thế còn có cái nhóm thứ ba, có sự phát triển thứ ba là phát triển của cái sự liên kết. Đó là gì? Đó là trước đây chúng ta chỉ đơn thuần chỉ chữa mổ xẻ, chữa một số cái bệnh nhất định, và các một số đơn vị chuyên khoa khác, ví dụ như là nội tim mạch hoặc tim mạch can thiệp, người ta làm cũng chỉ một số thứ bệnh nhất định can thiệp. Thế bây giờ nhờ cái sự phát triển của chuyên môn rồi trang thiết bị máy móc của liên kết mà chúng ta có thể gắn được hai đơn vị là một, để mà rồi điều trị những cái bệnh cùng một lúc với nhau cho nhiều bệnh phức tạp. Ví dụ người ta gọi cái từ đó là phẫu thuật hybrid, tức là can thiệp hybrid, tức là sự kết hợp của phẫu thuật với lại can thiệp cùng một thì với nhau, cho phép chúng ta chữa được một số bệnh mà trước đây hoặc là phải chữa làm hai thì hoặc là không thể chữa được, vì nó đòi hỏi bắt buộc phải chữa hai thứ một lúc của chúng ta có thể triển khai được. Thế rồi phối hợp với giữa các cái đơn vị về mặt phẫu thuật mạch máu, cũng thế các cái thăm dò cận lâm sàng và mạch máu, những thăm dò chẩn đoán hình ảnh, thăm dò về mặt khẩu cắt lớp đa dãy, rồi thăm dò về mặt chụp xạ đồ chẳng hạn, giúp chúng ta chẩn đoán rất nhiều bệnh mạch máu mà đưa được hướng xử trí. Bệnh lý phổi chẳng hạn thế, trước đây chúng ta mổ thì bây giờ có cái sự kết hợp với chẩn đoán hình ảnh để làm cái chẩn đoán PET-CT chẳng hạn thế, giúp chúng ta định hướng được những cái bệnh lý ung thư, những bệnh lý mà có di căn xa, những cái khu trú lại những cái thương tổn để chúng ta có thể xử trí được. Vậy thì tựu chung lại mà nói thì chúng ta đã có những bước tiến rất là lớn trong những năm rồi, đặc biệt trong 5-7 năm gần đây rất lớn trên phạm vi toàn quốc từ Bắc chí Nam, mà ở rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều cơ chuyên ngành khác nhau nhỏ ở trong lĩnh vực, vì chúng tôi trong phẫu thuật tim mạch là người có phẫu thuật tim, trong tim nó có tim người lớn, có tim trẻ em, trong tim người lớn cũng chia thành nhiều mảng, rồi tim trẻ em, rồi mạch phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật mạch máu, thì có rất nhiều sự phát triển trong từng chuyên ngành nhỏ một. Và tựu chung lại có ba cái điểm phát triển mạnh: phát triển về mặt chuyên sâu kỹ thuật, phát triển về mặt trang thiết bị điều kiện và phát triển về mặt liên kết. Cái đó giúp cho chúng tôi là đạt được những cái gặt hái, những cái thành công lớn trong những năm vừa rồi.